20.000 bát phở. Ở mình 20.000 được bát phở rồi các bạn ạ. Bát phở ngon, có thịt rồi, đây không có thịt luôn mình nhá. Chỉ có một quả trứng này với một hạt hạt này hạt gì nhỉ? Hạt đậu phộng, kiểu như gọi là đậu phộng các bạn, đậu Hà Lan ấy. Mình lại ít ít muối đỗ cái gì nhỉ? Quả đậu đỗ ấy các bạn, đậu đỗ muối. Mời các bạn ăn nhá. Ui, tôi không có ăn tạm các bạn ạ. Bây giờ về Việt mình ăn bù. Ôi, nhìn xuất mì chán quá. Nước dùng thì không phải nước dùng xương các bạn ạ, không ngọt lắm. Hôm nay sớm thì chưa có người đi ăn sáng mấy. Đó. 20.000 5 tệ các bạn. Ôi trời. Đóng hộp đẹp luôn. Thế mình sẽ sang kia mua thêm mấy đồ ăn sáng để quay cho bạn xem nhé. Vắng ngắt luôn. Ok, mình cùng các bạn đi tiếp thêm một quán ăn sáng nữa xem có gì đặc biệt không nhé. Đây là mấy các bà đang bán rau các bạn. Họ đang bán rau rồi, các bà lão đang bán rau, các bà là kia kia. Ok, mình sang cái quán ăn sáng kia nhá. Đây cũng một quán ăn sáng, cũng mì này các bạn. Đây mình vào hẳn quán to rồi luôn. Ủa, khai chưa? Đây là bánh chưng các bạn, trứng luộc. Yếu miêu giờ dâu bao mà. Sư này cơ. Sư này cơ, y cơ tâu trà. À. Thì... Sư mơ. Đây là sữa đậu lành các bạn này, một tại mới con. Đây là bánh bao nhân thịt các bạn nhé, còn bên kia là màn thầu này. Đây họ cũng bánh rán này các bạn. Trước là sầm sầm mất trâu đây. Chụp. Chụp ba bảo trâu à? Đây cháo đỗ đen, cháo đỗ đen các bạn. Phần kia là cháo trắng này. Đây là cháo đỗ đen các bạn nhé. Đây là trứng luộc mix dầu này các bạn. Món đặc trưng của người Trung Quốc. Đây mình mua hai cái bánh bao nhân thịt này cho thằng em mình nhá. Ủa, hai mươi lá tô cha đấy.